Cụm công nghiệp Cầu Lòn, Bầu Gie nằm tại khu vực phường 1, thị xã Quảng Trị trên diện tích hơn 1,8 ha với 4 doanh nghiệp đang hoạt động. Phần lớn các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp sản xuất gỗ, ván ép, sản phẩm cơ khí nông nghiệp. Theo phản ánh của người dân sống ở xung quanh cụm công nghiệp này, nhiều năm qua họ phải sống chung với mùi hôi nồng nặc phát tán ra từ các nhà máy, khiến đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề đến mức người dân sống xung quanh cụm công nghiệp phải đóng kín cửa nhà cả ngày. Vì hễ mở cửa ra là mùi hôi từ khói, bụi xộc thẳng vào nhà, rất ngột ngạt và khó thở. Cái xí nghiệp gang của Khải Hoàn là một, hai là xí nghiệp gỗ là hai. Hai cái xí nghiệp này ấy, là thường xuyên là đốt, mà cũng đã lâu lắm rồi, nên phải mấy chục năm rồi, là rất ô nhiễm, chúng tôi thở không được. Không khí rất ngột ngạt và thấy rất là khó. Và ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe. Ảnh hưởng ở đây thì khoảng đến 7-80 hộ ảnh hưởng. Còn chưa kể là bên kia còn có khu 2 lên gần nữa. Thì cho nên là ba con không những là khu phố 3, cử tri khu phố 3 mà còn cử tri khu phố 2 của phường 1 cũng vẫn là có ý kiến nhiều. Bức xúc trước vấn đề ô nhiễm môi trường từ cụm công nghiệp Cầu Lòn, người dân ở đây đã nhiều lần phản ánh ý kiến đến các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội. Chính quyền thị xã Quảng Trị, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã lập các đoàn kiểm tra, chấn chỉnh về việc chấp hành đảm bảo các điều kiện môi trường của các doanh nghiệp tại đây. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn lặp lại hết năm này sang năm khác. Ủy ban phường cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân thị xã quan tâm di chuyển cái cụm công nghiệp ra khỏi địa bàn dân cư. Thì theo cái chủ trương kế hoạch của thị xã trong chương trình trung hạn thì sẽ di dời. Tuy nhiên do thời gian và nguồn lực để thời điểm này là chưa đảm bảo, cho nên thị xã cũng đã có cái văn bản trả lời là trong thời gian tới sẽ di chuyển cụm công nghiệp này ra khỏi khu dân cư. Tại địa phương cũng kiến nghị với Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân thị xã quan tâm hỗ trợ về nguồn lực để cho các doanh nghiệp di chuyển cái địa điểm của mình ra khỏi khu dân cư. Tại thị xã Quảng Trị hiện có hai cụm công nghiệp là cụm công nghiệp Cầu Lòn và cụm công nghiệp Hải Lệ, cùng với một số cụm sản xuất khác. Trong đó, cụm công nghiệp Cầu Lòn được hình thành từ lâu, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, quy hoạch nằm xen lẫn trong khu dân cư nên đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân ở xung quanh. Trước khi bố trí đủ nguồn lực để thực hiện di rời cụm công nghiệp Cầu Lòn, các cơ quan chức năng thị xã Quảng Trị cần có sự quản lý, kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp này, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân.